Hướng dẫn cài đặt tự động xóa tin nhắn trong group Telegram mà bạn quản lý. Và đây là một cái group Telegram. Tôi hiện tại đang quản lý cái group này. Các bạn có bất cứ một cái đường link vào, đường link nào các bạn có thể gửi vào group. Đây là một cái group chia sẻ hoàn toàn là miễn phí. Thì tôi sẽ đặt tự động xóa tin nhắn sau một thời gian cho cái group này. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào biểu tượng logo của group phía bên trên góc tay phải màn hình. Chọn vào cái ba chấm More. Chọn vào Enable Auto Delete. Ở đây nó có tự động xóa một ngày này, một tuần, một tháng, hoặc là các bạn có thể tự đặt cái thời gian theo ý của các bạn. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn vào một tháng đi. Đó, ok. Nó sẽ có thông báo auto delete này. Thì tất cả các tin nhắn sau một tháng nó sẽ tự động bị xóa. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, các bạn đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.